Hello các anh em, đây là kênh Sống TV. Anh Duy tắt nhạc cho mình. Rồi, ok. Bắt buộc phải tắt nhạc bởi vì làm YouTube mà. Nếu mà cái nhạc nó dính vô thì nó ảnh hưởng tới cái vấn đề bản quyền nhạc. Giờ mình sẽ cài dây an toàn, anh Duy cũng cài dây an toàn. Mình đang ngồi trên chiếc Mazda 2 sedan của anh Duy. Mình sẽ thấy nó có gì khác. Cụm màn hình ảnh đại loại là nó không còn nguyên bản của Mazda Connect đâu, nó được edit rất nhiều. Tại vì ảnh là một người chuyên nghiệp về việc này rồi, ảnh thay đổi hình nền, ảnh làm nhiều thứ lắm. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ nói về Apple CarPlay. Tại vì mình là một người mình xài điện thoại Android nên mình chưa bao giờ có những trải nghiệm về Apple CarPlay. Nên hôm nay anh Duy anh sẽ giúp mình làm cái clip này. Rồi, đầu tiên là anh sẽ lấy cái điện thoại iPhone của anh ra. Đầu tiên là cái bộ Apple CarPlay nó khác với cái bộ kia là mình cần phải nâng cấp cái hub này. Đây, cái hub này sẽ khác với cái hub cũ nguyên bản của xe. Dạ. Thì cái hub này nó sẽ có hai bọt, một cái bọt này nó có hình dấu điện thoại là dành chuyên cho Apple CarPlay hoặc là Android Auto trên đây. Và mình còn nâng cấp cái phần mềm xe. Nâng cấp phần mềm xe thì cái phần mềm hiện tại của các xe thường là 56 hoặc 59. Còn cái bản mà để chạy được cái Apple CarPlay này bắt buộc nó phải là 70. Hiện tại bản đây đang là 70.00.100 4AN dành cho thị trường châu Á. Thì khi sau khi mình nâng cấp phần mềm xong thì trong cái mục application này nó sẽ xuất hiện thêm hai cái mục là Apple CarPlay và Android Auto. Tại vì do cái hình nền của mình nó hơi sáng để mình chuyển cái này trở thành tối đi. Đây. Rồi, dạ, thấy rồi. Đây. Nó sẽ có Apple CarPlay và Android Auto. Đây, mà nó đang nó đang mờ đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắm dây vào. Do là chưa cắm dây thì nó sẽ không hiện lên. Đúng rồi, khi mà cắm điện thoại vào. Đây. Mình sẽ cắm một cái điện thoại iPhone. Ôi, xin lỗi. Rồi, tiếp theo. Thì khi mà cắm vào thì cắm vô là nó tự nhận. Cắm vô là nó sẽ tự nhận. Tại vì xe mình nó đã nhớ sẵn rồi. Khi mà cắm vào cái chữ Apple CarPlay nó sẽ sáng lên. Đây. Mình sẽ nó nhận biết là đây là cái iPhone rồi đúng không? Rồi. Đây là cái giao diện của đẹp chưa? Wow. Giao diện của Apple CarPlay. Đó, bạn sẽ thấy những cái này ở trên những cái chiếc xe hiện đại. Ví dụ như là chiếc EcoSport đời 2018 ha, cũng có Android Auto, Apple CarPlay. Hoặc là những chiếc mà cao cấp thì hầu như bây giờ đều có Android Auto hoặc Apple CarPlay. Rồi, xét về giao diện rất giống cái iPhone rồi đó. Nhưng thì cái này mình làm được gì với nó ha? Nhưng mà cái này có một cái là vì lý do là nó là Apple CarPlay nên những cái tính năng mà gọi là an toàn khi lái xe thì Apple nó sẽ chỉ cho phép những cái an toàn khi lái xe, ví dụ như Google Maps hoặc là Apple Maps. Và những cái chương trình nghe nhạc thôi. Music thì trong đây gồm có nhạc của tôi, Spotify, Waze dẫn đường, giống như Waze là dẫn đường là Google Maps. Waze là của Google mua Waze rồi. Và có những cái Stitcher hoặc là Pandora của nước ngoài để nghe FM, Miss Cloud. Nó có touchscreen được lúc mà xe đang chạy không? Theo nguyên bản thì dưới 20 km/h thì touchscreen được. Trên 20 km/h mình phải dùng cái cụm phím này để mình điều khiển. Cụm vẫn cứ xài cái cụm của Mazda Connect. Nhưng mà xe mình đã chạy cái enable touchscreen rồi nên mình chạy mình vẫn touch bình thường. Một cái hay nhất trong đây là mình cứ thích nhất là cái Google Maps. Cái Google Maps này khi mà đi thì nó rất là tiện. Tại vì khu vực Bình Dương thì hiện tại nó không có cái traffic. Nó chỉ có traffic ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Nên khi mà tìm đường nó sẽ tính giờ rất là chính xác. Dạ. Nó dựa theo traffic và nó dựa theo kẹt xe này nọ các kiểu. Dạ. Mà nó hiện lên trên này thấy nó bự đã ha. Ví dụ như mình đi về nhà, mình sẽ chọn Home. Trong điện thoại mình nó đã có lưu sẵn cái địa chỉ nhà mình. Lưu sẵn Home rồi đúng không? Nó sẽ tính toán đường đi về nhà. Sẽ đi theo quốc lộ 1A tầm khoảng 37 phút. 37 phút kìa. Và thời gian về tới nhà là khoảng 2:30 phút. 31 phút. Sướng chưa? Khoảng cách là 21 km. Rồi đi, bấm Go. Nó sẽ dẫn đường. Các bạn thấy nó lên cái màn hình này thấy nó thời trang. Đương nhiên là bạn vẫn có thể bạn xài Google Maps bằng cách là bạn treo điện thoại ngay đây, thấy không? Bạn xài Google Maps đi cũng được, chẳng sao cả. Nhưng mà thấy nó hiện đại, nó cái bộ này nó hỗ trợ được hai nền tảng. Nhưng mà cái
cái nhấn mạnh của nó là cái Apple CarPlay thì mình có thể dùng cái này nó đẹp hơn, còn Android Auto nó vẫn hỗ trợ. Đây nếu mình cắm điện thoại Android Auto vào thì nó vẫn lên. Nhưng mà có một cái nhược điểm là cái Android Auto theo xe, tức là theo firmware của Mazda thì nó sẽ không cho mình touchscreen. Tức là mình phải tất cả mình phải dùng bằng cái cụm phím này hết. Còn nếu mà cái bản mà hack Android cài bên ngoài vào thì mình có thể touchscreen được. Đó là một cái khác biệt giữa Android Auto trong cái bản Apple CarPlay và cái bản Android Auto cài theo bên ngoài vào. Nếu mà bạn muốn có được cái này thì bạn phải thay cái hub này ha. Thay cái hub này đó. Cái này là giá bao nhiêu anh? Hiện tại giá bây giờ là nếu mà tự thay mình có thể để giá là 4.2 triệu cho các bạn. Nếu mà nâng cấp mà mình nâng cấp này nọ kia thì nó là 4.5 triệu không bao gồm cài thêm phần mềm. Còn nếu mà cài thêm phần mềm này nọ kia luôn thì đâu đó khoảng 4.9 triệu. Đâu đó 5 triệu đi ha. Đó, 5 triệu. Thì bạn sẽ mang được cái mình sẽ muốn đưa hình nền cả nhà hay cái gì đó mình sẽ đưa lên xe được. Nghĩa là mình sẽ tối ưu cái xe của mình tới mức gọi là nó cá nhân hóa, cá nhân hóa ở mức cao luôn. Đây là bản đồ chính hãng theo xe. Bản đồ chính hãng theo xe thì em không đánh giá cao nó. Thứ nhất là xấu, thứ hai là không update mới. Nói chung là có update mới nhưng mà do cái mức phủ sóng của nó chỉ có khoảng 45% thị trường Việt Nam. Và một năm update chỉ có 2 lần thôi nên có nhiều đường nó không cập nhật kịp. Với lại cũng hơi khó xài. Rất khó xài, nó không nói tiếng Việt, nó nói tiếng Anh không à. Đó. Rồi, vậy thì Apple CarPlay với giá đâu đó tầm khoảng 5 triệu đổ lại, bạn sẽ có một cái thứ đẹp như vậy nè, đó. Cái này là cái gì? Cái này là điện thoại. Rồi. Điện thoại thì nó dùng Siri để nó xử lý cho mình. Mình có thể show contact lên để mình chọn để mình gọi. Nhưng mà cái này toàn bộ nó sẽ dựa vô Siri hết. Wow, nghĩa là nếu mà xài điện thoại thì mà ra là Siri nhưng mà thường tại vì giọng tiếng Việt của mình á là những cái contact của mình lưu bằng tiếng Việt nên nó không nhận ra nó không chính xác. Còn những cái message này thì nó cũng sẽ không cái hiện cái tin nhắn lên, nó chỉ là đọc tin nhắn cho mình thôi. Ví dụ có một cái tin nhắn tới là nó chỉ hiển thị nó đọc cho mình và nó đọc bằng Siri nên tin nhắn tiếng Anh thì đọc rất là tốt, còn tin nhắn tiếng Việt thì đọc rất là vui. Cũng hơi hài tí xíu. Nó sẽ hiện ra toàn bộ những cái tin nhắn của mình nhưng mà khi mình bấm vào nó sẽ nó chỉ đọc cho mình thôi, hoặc là mình send tới cho người đó. Nó không cho mình nhìn vào màn hình để mất tập trung khi lái xe. Cái này là cái vấn đề mà của Mazda Connect người ta vẫn gọi là can thiệp khá nhiều vô cái chuyện này. Ở những hãng khác thì người ta xem rằng đó là chuyện bình thường, không sao. Nhưng mà riêng Mazda là ở cái Mazda Connect trên xe nguyên bản kia của mình đó, thì người ta cũng không cho touchscreen khi mà đang chạy xe trên 20 km/h. Trên 20 km/h khóa touchscreen rồi tới cái mà mở DVD mở DVD của cái họng này nè, cái này trước giờ có bao giờ anh xài không? Có, mình vẫn xài, mình mở hay mở những cái video clip cho bé con á, mấy cái đĩa của bé con xài. Vậy ha. Nghĩa là cái này anh cũng can thiệp vô rồi đúng không? Đúng rồi, mình coi như là xe mình là hack full. Đó, một chiếc mà nó anh Duy ảnh hack hết rồi á thì bạn muốn làm gì bạn làm đó, sướng lắm đó. Phim nè, chạy nhảy nè. Khi mình chạy xe mình vẫn xem được DVD luôn đó. Còn trên cái Mazda Connect nguyên bản á thì khi mà bạn đang chạy xe quên cái chuyện mở DVD đi, bạn chỉ được mở DVD lúc mà bạn ngừng xe thôi. Mà ngừng xe thì vô nhà coi chứ leo vô đây làm chi, phải không? Đó là khá là bất tiện, do đó là cái cụm DVD này của mình không bao giờ mình xài. Đó. Ngân hàng em, trong ngân hàng á. Ok, cảm ơn em. Đó, tóm lại là với giá 5 triệu đổ lại, bạn sẽ có cái hub này bạn gắn vô đây, rồi bạn sẽ có màn hình đẹp đẹp như vậy. Tùy theo bạn muốn xài điện thoại Android hay là iPhone thì bạn sẽ kết nối lên, rồi cái cụm màn hình đây nó sẽ thời trang, nó hiện đại như những chiếc xe mà hiện đại nhất ở thời điểm bây giờ luôn. Đó, giá đó cũng gọi là chấp nhận được, nó cũng xứng đáng. Chiếc xe nó sẽ gắn liền với cuộc sống của bạn rất là nhiều. Bạn thường xuyên bạn phải ngồi chung với nó mà. Do đó thích thì bạn cứ nâng cấp lên cho nó vui ha. Rồi, ok, đây là Apple CarPlay trên xe Mazda 2 Sedan.
Cảm ơn anh Duy Huỳnh đã hỗ trợ cho Phú làm cái video clip này. Chào anh, và anh em nào có nhu cầu về cái cụm này liên hệ với anh Duy Huỳnh theo cái số điện thoại ở trên màn hình hoặc là trên Facebook của nhóm Mazda 2 Việt Nam. Rồi, ok, chào và hẹn gặp lại. Anh em nhớ bấm like, bấm subscribe để ủng hộ cho kênh Sống TV. Goodbye.